Hello Thúy Hằng. Em chào anh Vũ. Ngày hôm nay nghe đâu là ở căn hộ bên Dây thì Thủ Thiêm mà sắp gọi là bàn giao phải không? Dạ. Cuối năm nay là mình chủ đầu tư sẽ bàn giao lần đầu tiên cho cư dân ạ. Rồi, thì cái căn hộ mà Thúy Hằng đang muốn giới thiệu cho Phước Sửu xem là căn hộ như thế nào vậy? Hôm nay em giới thiệu cho anh Sửu và các anh chị loại căn hộ 3 phòng ngủ căn góc 135m2. Thì bước đầu mình sẽ mình tham quan căn hộ nha. Đúng rồi, mình bước vào là mình coi như là gặp phòng khách luôn và có cái tầm view đẹp như vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, view đây là view thực tế 100%. Trời ơi đẹp quá ha. Dạ. Một cái tầm view này là nhìn là bắn pháo hoa là chắc là tuyệt vời lắm luôn dạ. Ha. Ở bên đây thì chủ đầu tư họ bàn giao là gần như là khi mà cư dân vào ở chỉ cần trang bị thêm các nội thất rời như này thôi, sofa, bàn ăn là gần như là đã vào ở được rồi, giường nữa là đã ở được rồi. Gần như là chỉ một vài thứ dạ, món nhỏ nữa là có thể xách vali vào ở rồi. Dạ đúng rồi. Cô chưa thấy một cái chủ đầu tư nào mà tinh tế như vậy và họ bàn giao chi tiết phải không? Bây giờ cái gian bếp đấy, vợ anh rất là thích cái kiểu gian bếp mà được chỉnh chu như vậy á, thì em có thể thiết kế sơ qua em có thể chi tiết sơ qua những cái trang thiết bị mà ở đây mà khách hàng mà sẽ được bàn giao. Dạ. Các chị em mà anh chị nào mà mê khu vực bếp thì cái khu vực bếp của GS này nó khá là đầy đủ, rất là tiện nghi. Đầu tiên là hệ tủ hai cửa đối với căn 3 phòng ngủ sẽ được bàn giao full như vậy là hệ tủ đó luôn ạ. Ừ. Và thương hiệu là đến từ LG. Wow, quá đẹp luôn. Tất cả những cái này là sẽ được là bàn giao đầy đủ luôn em ha. Đầy đủ luôn ạ. Wow. Và nó thiết kế rất tinh tế ha, cái hệ màu này nè. Nó trùng với là cái màu gỗ luôn. Đây là mới nhìn vào cảm giác như là một cái tủ thiết kế bình thường chứ không phải là một cái tủ lạnh phải không? Dạ. Và sẽ có hệ tủ bếp của mình sẽ có hệ tủ trên, hội tủ dưới. Dạ. Và rất là nhiều khoảng không gian cho các chị em nội trợ mình có thể để đồ ở trong này, rất là nhiều. Emoxy dạ. Và Hubler là những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Ở đây là những cái này là xịn sò đấy. Tiếp theo là sẽ bàn giao máy hút mùi của Hữu Spot, lò nướng, bếp. Dạ. Ở đây là bếp và dạng như là bây giờ ở đây là xài bếp điện. Dạ, bếp điện và lò nướng. Lò nướng thì là đâu? Hệ tủ rất là nhiều. Nhiều ngăn luôn. Dạ. Rất là tinh tế. Đặc biệt á là bên đối với căn 3 phòng ngủ sẽ có một cái nhà kho như thế này. Hay quá ta. Nó sẽ nói thông qua bên cái phòng khách và phòng ngủ bên đây. Ồ, rất là tuyệt vời. Mình có thể tiện mình đi qua lại và có thể lấy những cái đồ vật chứa trong kho, nó sẽ rất là tiện. Quá tuyệt vời ha, một cái nhà kho thiết kế khá tinh tế, rộng rãi. Và khi mà mình tiếp khách hoặc nấu ăn hay là từ gian phòng bếp mình đi qua gian phòng mà ngủ, nó dễ dàng thuận tiện mà không cần phải di chuyển mang đồ đi ngang qua cái gian phòng khách. Rồi cái này một cái cách thiết kế gọi là khá tinh tế. Dạ, về lối đi thì nó sẽ rất là thuận tiện. Rất là thuận tiện, rất là hay ha. Mình sẽ đi tiếp theo là về phòng ngủ đầu tiên. Đối với căn 135m2 3 phòng ngủ này thì mình sẽ có hai cái ban công, một ban công ở về phòng khách và một ban công phòng ngủ nhỏ. Tất cả hệ tủ. Hệ tủ là được bàn giao như full như thế này luôn ạ. Ừ. Dạ. Chưa có giường thôi dạ, không? Dạ không có giường, mình không có giường và một ít đồ decor trên tường là không có thôi, chứ hệ tủ là sẽ được bàn giao. Rất là thích cái hệ tủ này á Thúy Hằng, nó cao bằng tầng luôn. Dạ. Thì cảm giác nó sẽ full và nó thiết kế nó tông màu nó sẽ hợp. Tầng này của mình sẽ là 3.5m và dựng tầng xuống còn 3.2m ạ. Nên là cái nó rất độ là cao tầng. Dạ đúng rồi, độ cao tầng nó cao. Và với là cái phòng ngủ này có cái view, tầm view nhìn về sông Sài Gòn đúng không? Cái view này á là cái căn hướng góc hướng về bên khu sala. À khu sala phải không? Sao? Wow, khá đẹp. Một cái tầm view rất là thoáng luôn, gần như là những cái căn hộ tại Dây này á, thì tầm view nó không bị chắn view không chị ạ? Dạ đúng rồi. Nó cũng có nhưng mà nó đảm bảo, chủ đầu tư thiết kế tất cả các căn hộ đều đảm bảo là sẽ có một cái căn view góc nhỏ nào đó cho tất cả các căn, kể cả phòng ngủ hoặc là ban. Đối với cái căn 3 phòng ngủ này sẽ có là 3 phòng ngủ nhưng mà sẽ có 2 toilet không? Dạ, 2 nhà vệ sinh. Đây là một cái nhà toilet, đây là một cái toilet gọi là sử dụng chung cho 2 phòng ngủ nhỏ. Cho 2 phòng ngủ nhỏ. Thì toilet này như mọi người nhìn thấy thì đã bàn giao gần như là chỉnh chu tất cả những thiết bị cực kỳ cao cấp. Ngay cả cái hệ kiến mà ngăn của cái phòng tắm cũng được chỉnh chu. Và như mọi người nhìn thấy là tất cả những cái giá đỡ của khăn nè. Rồi và một cái điều đặc biệt là những cái hệ tủ này là vừa là để những cái vật dụng mỹ phẩm và cũng có thể là dùng kiến luôn, không nha. Dạ. Rất là tinh tế, Emoji là luôn luôn là thương hiệu đặc biệt cho ta. Một điều tinh tế nữa chị em phụ nữ rất thích, đây là ổ điện.
gần như các dự án khác ổ điện trong nhà vệ sinh gần như là không không có ít có chủ đầu tư nào có trang bị ổ điện đó. Nhưng riêng GS thì sẽ là có ổ điện trong đây. Đúng chị rồi. Em mà tắm rửa cần sấy tóc là cần nhất là cái ổ điện. Tất cả ở đây đều là những cái sử dụng những cái vật liệu tốt và chống giật, và ngoài ra chủ đầu tư còn rất là tinh tế, là một cái hộp để chống bay nước vào nữa. Thì nó sẽ là rất là tiện lợi luôn. Tiếp theo là mình sẽ đi coi phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ nhỏ thứ hai. Rồi mình sẽ vào gian phòng ngủ thứ hai. Cái dàn gian phòng ngủ thứ hai này thiết kế theo một cái tông màu rất là nhã vục, mà cái tông màu này á là giống như là dành cho những em bé. Và có cái bàn học, hoặc là nếu mà người lớn sử dụng phòng này cũng có thể là vừa học vừa ngủ vừa làm việc luôn. Dạ. Đúng rồi. Một cái tầm view đẹp, và đồng thời là những cái căn phòng ngủ này thì được thiết kế khá chỉnh chu, và tất cả ở đây như thứ hàng nhìn thấy thì trang trí rất là bắt mắt và nó hài hòa không? Tông màu của chủ đầu tư thiết kế là một tông màu nó gọi là trắng sữa. Nó làm cho cái ánh nhìn của mình nó sẽ nhẹ nhàng đi và nhìn nó hài hòa hơn. Tất cả các nội thất ở thiết kế đây chủ đầu tư họ cũng kết hợp và mà cũng cùng tông với nhau, hoặc là màu vàng vàng nhạt thôi, thì sẽ làm cho cái căn nhà mình trở nên ấm cúng á. Chính xác. Dạ. Cảm giác bước vào nó ấm cúng. Dạ. Và nó nhã nhặn, nhưng mà cũng rất sang chứ không phải là không là rất là sang, màu này sang mà. Dạ. Nó phù hợp với cái ánh đèn. À. Tiếp theo là mình sẽ đi tham quan một căn phòng master tại căn 3 phòng. Bây giờ là phòng master phải không? Dạ. Cái phòng master này rất là đặc biệt chứ anh ạ. Mình vào thì mình gặp ngay ở đây là bàn trang điểm. Dạ. Rồi liền chủ đầu tư có bàn giao cái sản phẩm này cho khách hàng hay không? À, bàn trang điểm này là chủ đầu tư bàn giao luôn cả hệ gương, hệ tủ quần áo và một cái kệ để tủ để túi xách cho các chị em á, mà rất là tinh tế. Mà khi chị em chụp phụ nữ mà đi làm về trang điểm á, có những đồ vật mà họ có thể để vô và khi cần đi gấp họ chỉ cần lấy ra họ đi thôi, không cần phải để một nơi khác, tinh tế, rất tinh tế, rất là thuận tiện tay. Dạ. Còn một cái hệ tủ quần hệ tủ khi nãy giờ là Phước Sửu cứ nghĩ là đây là cái tủ kiến thôi, cái chỗ là cái kiến thôi, nhưng mà ở đây là nó có một hệ tủ luôn. Dạ. Ồ, rất là rộng luôn ha, và nó chia thành nhiều ngăn mà cái thao hồ một hai người ở căn phòng này thì để đồ rất là gọn ràng. Phòng master thì hai vợ chồng thì ở để đồ khá là thoải mái. Rồi bây giờ mình di chuyển vào bên trong cái toilet, một toilet gọi là khá rộng đó Thúy Anh ạ. Ở đây thì như Thúy Anh biết là nó có trang bị khá đầy đủ luôn, hệ tủ có gương nè, rất rộng rãi nha, rồi toilet emoji ha, giá để khăn. Và một cái điều đặc biệt đó là ở đây tha hồ một cái bồn tắm nằm. Trời ơi, bồn tắm nằm như là vậy là thiết kế nhìn sang quá thế hàng ạ. Nó một cái cách thiết kế mình thấy nó tuy nó không gọi là rộng lắm nhưng mà nó nhìn rất là sang trọng và nó vừa phải không thế hàng. Dạ. Thì khách hàng nào thích ngâm mình trong nước đó, khi mình làm về để thư giãn thì đây là cái thiết kế để phù hợp cho mình. Gương trong nhà vệ sinh thì giúp tạo cho không gian nó rộng hơn á. Và anh chị nào thích ngắm gương thì gương ở đây khá là xịn, ngắm lúc nào mình cũng đẹp hết. Rất là tuyệt vời phải không? Ở cái gian phòng ngủ này là cũng một cái tông màu cũng giống như bên kia vàng. Dạ, nha. Đúng rồi. Tông màu chủ đạo của dự án mình sẽ là tông màu này. Và mình rất là thích cái lối thiết kế của dài cái hàng. Dạ. Nó có một cái góc bò cua nhưng mà nhẹ nhàng thôi, không có gọi là cong lắm, nhưng mà nó tạo cho cái căn hộ này nó có một cái giống như một cái vòng cung á. Nếu mà nhìn ra ban công hoặc là khi mà mình mở cửa để mình nhìn ra cái view á thì cảm giác như là mình đứng ở một cái con thuyền vậy đó. Thiết kế chủ đạo của Sửu Thiên Sky River là thiết kế trên cánh, ý tưởng là cánh hoa. Cánh hoa. Thì tất cả những căn hộ của mình căn góc giống như mình đang nằm và ở trên một cánh hoa nhỏ. Trong một nguyên một cái bông hoa mình sẽ có một cái cánh nhỏ là mình là một trong những dấu ấn trong cánh hoa đó, nên tất cả các đường cong này là đường cong của cánh hoa đó. Phòng master này khá rộng đó Thúy Anh ạ. Dạ. Ở đây thì mình có thể vừa ngủ nên mà và cũng có thể có một cái bàn gọi là làm việc luôn, bởi vì đã có cái gian phòng gọi là trang điểm phía bên kia rồi, thì ở nơi đây tha hồ là có thể là xử lý những công việc bộn bề sau những ngày làm việc ở ở công ty nữa, thì ở đây cũng có thể xử lý được. Về đây cũng là một cái gian nhà để cho mình có thể thoải mái đầu óc và hướng nhìn những tầm view, và đồng thời là xử lý những công việc nội bộ và những công việc công ty tại nhà được không Thúy Hằng? Một cái sản phẩm khá tuyệt vời Thúy Hằng ạ. Chắc là khách hàng mà
đợt này nhận nhà và những khách hàng sắp tới chọn những căn hộ này sẽ là rất là tâm huyết, thì chắc là mình ra mình cái tầm view đi, để mình ngắm lại một tầm view lần nữa xem cái căn 3 phòng ngủ này nó có thú vị như thế nào, và khách hàng chọn lựa khá nhiều quá Thúy Hằng ha. Dạ. Này, một tầm view khá đẹp không Thúy Hằng? Tất cả các căn một hộ ở tại Thủ Thiêm Gia River là gần như 100% đều có view. Đúng rồi. Phòng ngủ, phòng khách đều có view. Em quay bên kia để cho khách hàng nhìn thấy cái tầm view. Đây, rất là đẹp luôn Thúy Hằng ạ. Thì với cái tầm view đắt giá này, căn hộ này thì tổng diện tích là bao nhiêu và hiện tại mức giá sẽ khởi bán dự kiến giai đoạn này thế nào, để chia sẻ cho cả nhà biết rõ, nắm và chọn lựa ngay. Dạ. Diện tích căn hộ mà anh chị vừa mới tham quan qua một vòng đó là 135m2, căn 3 phòng ngủ hai nhà vệ sinh, và giá thời điểm mà chủ đầu tư bán từ thời điểm đợt 1, đợt 2 và đến thời điểm này là đợt cuối, thì giá đối với căn 3 phòng ngủ này là rumor là 7.000, dự kiến đâu đó rơi khoảng tầm từ 21 đến 24 tỷ ạ. Quá tuyệt vời, cái giá này gần như là chỉ hơn nhất là nhẹ so với cái hợp đồng này. Dạ. Và nghe đâu đợt này chính sách nó còn tốt hơn nữa, vẫn được thanh toán giãn, và một cái điều đặc biệt là cái mức lãi suất hỗ trợ vay ngân hàng khá tốt còn Thúy Hằng. Dạ đúng rồi ạ. Đợt này nếu khách hàng mà mua trong giai đoạn này thanh toán nhanh 3 tháng được chỉ khấu 13%, hoặc là dòng tiền nó chưa được thoải mái hơn, khách hàng chưa thoải mái hơn có thể thanh toán ra 12 tháng chiết khấu 10%, hoặc là sử dụng đòn bẩy ngân hàng chỉ cần vào thanh toán 30% là mình được vay ngân hàng, lãi suất trong 2 năm là khoảng 6% đối với ngân hàng Vietcombank. Ngân hàng chủ đầu tư sẽ hỗ trợ ân hạn gốc và miễn lãi trong vòng 2 năm tại thời điểm giải ngân ạ. Cho anh 3 booking được không? Mỗi người được booking bao nhiêu booking vậy? Một người được tối đa 2 booking ạ. Dạ, dạ thôi. Nếu mà anh muốn 3 booking thì anh kêu vợ anh vào là mỗi người thôi anh book 2 booking được rồi, bởi vì là trong cái thời gian mà booking mới mở bán thì anh suốt ngày đi mua việc lót. Dạ. Anh sẽ thích quá rồi, dạ, đam mê rồi, nhưng mà còn anh chỉ cần vốn tự có của mình chỉ 30% thôi là mình 30% có thể mua được rồi. 30% là có thể nhận nhà luôn rồi. Dạ đúng rồi, mình nhận nhà mình có thể về ở hoặc khá tuyệt vời anh chị, khá thú vị luôn. 30% nhận nhà rồi nhưng mà vẫn được chủ đầu tư gọi là ân hạn lãi gốc, dạ, và đồng thời cho khách hàng có thể là thanh toán theo tiến độ. Dạ đúng rồi ạ. Bất ngờ chưa? Lãi suất cũng không đáng bao nhiêu bởi vì không phải là thanh toán một cục. Dạ đúng rồi ạ. Vẫn có được căn nhà để ở hoặc là cho thuê. Mức cho thuê đối với căn 3 phòng ngủ này như thế nào? Hiện tại thì giá khu vực ấy, là mình đang lấy về The River và Metropole, thì 3 phòng ngủ nội thất cơ bản không đã cho thuê đang bây giờ là giá thấp nhất, tốt nhất là 48 triệu. 48 đối với sản phẩm mới của The River và khá nhiều tiện ích. Dạ. Vô vàng những cái tầm view đẹp như vậy thì chắc ăn mức giá còn sẽ cao hơn nữa. Dạ. Tất nhiên cái phần đó là nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái lãi suất ngân hàng 6% cố định trong vòng 2 năm như vậy. Ở bên Metropole mà phân khu bàn giao đợt vừa rồi trước Tết là direct á, 3 phòng ngủ như thế này luôn, cho thuê nội thất cơ bản đã là 3.000 rồi đó. Wow. 3.000 luôn một tháng. Hấp dẫn. Quý chị còn chần chừ gì nữa? Những cái vị trí đắc địa, những cái viên kim cương ngay tại bán đảo Kim Cương này không còn nhiều, và những căn hộ như vậy là gần gọi là ít đi, số lượng người chọn về ở nơi đây khá nhiều. Yeah. Nên như là tầm view này với những cái sản phẩm này đắt giá lắm, quý chị nên lựa chọn ngay và liền nha. Yeah. Mọi chi tiết mọi người quý chị liên hệ với Phước Sửu. Dạ, Thúy Hằng. Theo số hotline bên dưới, và đừng quên like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin mới nhất về bán đảo Thủ Thiêm này nhé. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào ạ.